Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay, mình sẽ gửi đến các bạn tất cả các trận đấu của nữ kỳ hậu Việt Nam Lê Thị Kim Loan tại giải cờ tướng SEA Games 31. Hành trình giành huy chương vàng rất quý giá. Mời các bạn thưởng thức những ván cờ đặc sắc của nữ kỳ hậu Việt Nam. Biên bản gián 1.
将军。将军。将军。Cho đến đây với lực lượng lời hai quân, cho nên Nguyễn Hoàng Yến đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 2.
Chương trình. Chương trình. Xe ba tấn hai chiếu tướng sát cục. Mời các bạn xem tiếp gián ba.
将军。将军。将军。将军。
Chưa đến đây đã lợi hẳn 3 chốt, cho nên nữ kỳ thủ Malaysia đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván 4.
Trang Quân. Đánh ra hình cờ này không thể chống đỡ nổi, cho nên nữ kỳ thủ Singapore đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván 5, Ngô Lan Hương, Singapore.
将军。 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 Xe 6 tấn 2 chiếu tướng. Tới đây thì bên đó buộc phải chết xe, cho nên Ngô Lan Hương đã buông cờ đầu hàng. Mời các bạn xem tiếp gián 6.
Trang Duyên. Trang Duyên. Trang Duyên. Trang Duyên. Trang Duyên.
pháo 5 bình 9 bắt xe. Chơi đến đây, nữ kỳ thủ Thái Lan chắc chắn sẽ mất thêm một pháo, cho nên chị đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván 7, ván cuối cùng. Chuyên. Xe 9 bình 6. Chơi đến đây hai bên đã chủ động đánh hòa, và Lê Thị Kim Loan giành huy chương vàng, kỳ thủ Malaysia giành huy chương bạc. Các bạn vừa thưởng thức tất cả các ván đấu đặc sắc của nữ kỳ hậu Việt Nam trên hành trình giành huy chương vàng SEA Games 31. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.